chào mừng anh chị và các bạn trở lại với top chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 14 nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 15 tháng 12 năm 2021 là trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán à, thì với cái phiên giao dịch ngày hôm nay và trong thị trường trong cái giai đoạn xuống hiện nay thì cái hướng hành động và cái nhận định của chúng ta với thị trường hiện nay như thế nào thì anh chị có thể thấy là đối với vn index thì như mình có chia sẻ với các anh chị ở các cái phiên trước thì cái ngày mà xác định cái đáy gần nhất ở đây là ngày mùng 6 tháng 12 và với hai cái phiên này thì đã phá một cái xu hướng lên đúng không ạ thì sau đó thì chúng ta đã nhìn thấy cái đáy ngắn hạn và sau đó thì các anh chị nhìn đây thì nó có thể hình thành gọi là một cái tiêu trên tiêu trên nhỏ đúng không ạ à, thông thường ở đây thì mình cũng có chia sẻ với anh chị là sau một cái nhịp rũ như thế này à, khi mà nó thùng MA20 và thùng cái đường 95% thì thông thường chúng ta sẽ cần cần điều gì? Thứ nhất là nếu mà thị trường trong cái điều kiện tốt nhất là nó cần phải có cái ngày ngày lấy đà lại hay là ngày bùng nổ theo đà đúng không ạ? Hoặc là khi mà thị trường nó vượt lại MA20 thì chúng ta có thể tham gia vào đúng không ạ? Thì các anh chị thấy trong một gì sau khi thế đáy thì hiện nay thị trường đã hình thành một cái tiêu trend rồi đúng không ạ? Thì hình thành một cái tiêu trend rồi và đối với Index thì vượt lên đường trung bình MA20 đúng không ạ? Trên hiện nay đang hoạt động trên đường trung bình MA20 thì cái phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên mà có cái sự rung lắc. À, tuy nhiên là đóng cửa thì là nó đi ngang so với cái phiên đã đóng cửa ngày hôm qua. Và khối lượng thì cũng tương đối lớn một chút và trên MA20. Đối với VN30 thì hiện nay thì là vẫn dưới đây cũng ngày mùng 6 tháng 12 cũng là xác định một cái đáy gần nhất đúng không ạ? sau đó thì có những cái phiên mà nó có thể gọi là vượt lên ma 20 rồi sau đó thì nó đang lấp lưng ở M20 và hiện nay thì đang ở dưới dưới M20 đúng không ạ thì phiên hôm nay là một phiên bán ra nhẹ khối lượng ở mức gọi là uh, trên trung bình khối lượng trên trung bình app index thì là hiện nay thì cũng vẫn dưới M20 và HX index thì là phiên ngày hôm nay thì là uh, M20 đây 454 thì hôm nay là 454 cho 68 thì này là trên MA20 đúng không? Thì ở đây thì có thể thấy là thị trường thì là vẫn còn rủi ro anh chị nhé, vẫn còn rủi ro. Vẫn còn rủi ro. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái chỉ số mà VN Index ở đây thì các anh chị thấy là hiện nay nó đang trên MA20 và cũng có những cái dấu hiệu uh, tích cực nhất định. tích cực nhất định. Tuy nhiên là vẫn còn những cái rủi ro đúng không? Thì ở đây thì cái cách hành động của chúng ta thì chúng ta có thể là uh, nhận định đây là một cái một cái giai đoạn nó bắt đầu có những cái sự hồi phục và chúng ta có thể quan sát và có thể giải ngân thăm dò được một cái tỷ lệ nhất định tiếp theo các anh chị có thể nhìn các cái chỉ số mà mình hay thống kê với anh chị ạ thứ nhất là cái số lượng cổ phiếu tốt thì tại cái ngày mà đáy gần nhất ạ các anh chị thấy số lượng cổ phiếu tốt nó còn rất là thấp có 54 cổ phiếu đó xong nó bắt đầu nở dần nở dần đúng không ạ thì vào cái ngày này này ngày 9 tháng 12 này là ngày mà nó đã vượt lên cái đường trung bình rồi và sau đó thì hiện nay thì số lượng cổ phiếu tốt là hiện nay là 174 cổ phiếu và đang nở ra đúng không ạ? Thì cái này thì nó, nó củng cố hơn cho cái nhận định của chúng ta về cái thị trường hiện tại là về cái mức độ tích cực nhất định đúng không ạ? Và cái nhìn chỉ nhìn thấy cái bình quân cái các cái cổ phiếu đây này thì là hiện nay là nó đang trên phiên từ phiên ngày hôm qua rồi là nó đã trên MA MA 20 rồi, MA 20 được màu đỏ này. Và hôm nay thế, thì đối với cái chỉ số trung bình này và số lượng cổ phiếu tốt này thì nó là khá là, là, là tích cực Thì tụ chung lại chúng ta có thể nhận định thị trường hiện nay là một giai đoạn thị trường mà đã có những cái hồi phục nhất định Tuy nhiên là cái dấu hiệu uh, mua lại thì nó cũng chưa rõ ràng Thì uh, chúng ta có thể tạm nhận định là nó đang ở cái giai đoạn sideways nhất định Và cái chỉ số VN Index thì nó đang tích cực hơn đối với chỉ số VN30 VN30 thì vẫn dưới hai 20 và Index tích cực hơn thì đâu đó thì chúng ta có thể thăm dò giải ngân với một số những cái dòng cổ phiếu mạnh hơn thị trường một số dòng cổ phiếu mạnh hơn thì mình sẽ gửi cho các anh chị cái file phân tích này, này thì các anh chị xem các anh chị uh, uh, lát mình sẽ giải thích cái đó thì ở đây thì cái chiến lược của chúng ta là như vậy nhé chúng ta có thể thăm dò và hiện nay các cái dòng cổ phiếu nó mạnh thì anh chị có thể thăm tham khảo ở đây thì hiện nay các cái dòng cổ phiếu mạnh hơn thì chung tôi thấy là ví dụ như dòng dầu mỏ này thép này hóa chất cơ bản này ô tô này hóa chất chuyên dụng này bất động sản xây dựng xây lắp bán lẻ tổng hợp sản xuất và cung cấp điện và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đây là cái các cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung các anh chị thấy đây là bình quân các cổ phiếu này thì đây là các cái nhóm mạnh hơn thị trường chung à, các cái nhóm mạnh hơn chung này thì nó như thế nào tức là chúng ta so sánh với cái ngày mà chúng ta thấy nó là đáy gần nhất là ngày 6 tháng 12 này kể từ đó đến nay thì nhóm ngành nào mà nở ra nhiều hơn số lượng cổ phiếu tiếp tục là ra và bình quân lớn hơn thị trường chung thì chúng ta sẽ coi đó là cái nhóm mạnh hơn thì các anh chị nếu nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu ở các cái nhóm này anh chị nhé cái nhóm này và hiện nay thì các cái nhóm các cái cổ phiếu nào là các cổ phiếu tốt thì các anh chị có thể thấy là hàng ngày mình đều có gửi cho các anh chị cái file này này thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các anh chị bản thân cái tên file nhé nó là cái ngày mà diễn giao dịch này và đây nó là danh sách các cổ phiếu tốt nhất nên nắm giữ hoặc là các cổ phiếu cho điểm mua vượt nền hoặc là các cổ phiếu cho điểm mua trong nền thì các anh chị nhìn thấy nó đây là có các cái cột về mã cổ phiếu về tên nhóm ngành này đúng không thì các anh chị có thể nhìn thấy cái dòng cổ phiếu mạnh này là nó là cái dòng mà mình vừa nói phía trên lúc nãy các cổ phiếu kênh lên xu kênh trên lên kênh trên xuống lên này các cổ phiếu tốt này các cổ phiếu mạnh nhất này đấy thì các anh chị nhìn vào đây này các cổ phiếu tốt nhất nên nằm giữ này thì chủ yếu nhìn ba cột cuối này, này đấy thì đây là những cổ phiếu tốt nhất nên nằm giữ và nếu mà các uh, trong các cổ phiếu tốt nhất đó đúng không và các cổ phiếu mà đã vượt nền vượt nền thì cho cái điểm mua bùng nổ hoặc điểm mua test thì chị thấy là đây là đây là các cổ phiếu cho điểm mua này đối với những cái nhóm mạnh hơn thị trường chung đấy ví dụ như hôm nay các chị có thể điểm mua là các cổ phiếu như là tv có thể mua được các cổ phiếu như tv 2 này tv lát này lát là bùng nổ vượt nền này có thể mua là ci này uh, vne này và pxs nhé anh chị nhé còn các cổ phiếu cho để mua trong nền thì là có thể mua cổ phiếu gì này vnp nhé thì cái file này thì mình sẽ gửi chung cho các anh chị uh, tuy nhiên nếu mà các anh chị muốn nhìn nhiều hơn rất rất nhiều các cổ phiếu hầu hết các cổ phiếu thì uh, các anh chị sẽ, trong nhóm vip thì mình sẽ gửi hàng ngày đây là danh sách nhé thì từ cái những danh sách nhóm vip này thì mình uh, lọc ra những cách cổ phiếu tốt nhất bởi vì các anh chị mà thông thường mà xem không thường nhóm vip á thì các anh chị thông thường là các anh chị là những anh chị mới hơn, các anh chị mới hơn thì các anh chị không cần phải quá nhiều vào 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 sử dụng cái file xem này các anh chị chỉ dùng cái file này đủ rồi. Còn các anh chị nào trong nhóm vip thì các anh chị người file này thì các anh chị chỉ nhìn đến nhiều dòng cổ phiếu hơn, nhiều dòng cổ phiếu hơn nhé. Đấy các cổ phiếu yếu hơn nó cũng có. Đấy thì các anh chị nào mà không thường nhóm vip mà muốn nhận cái file xem này thì có thể là like video và comment video xong đó inbox cho mình thì mình sẽ gửi tặng các anh chị đấy thì khi mà các anh chị nắm giữ các cổ phiếu một thuộc các cái nhóm đây này, này mà trong cái này này trong cái file PDF này thì các anh chị yên tâm là nó là đang thuộc những cái nhóm ngành mạnh để bán lẻ này đúng không bất động sản này đấy nó thuộc các nhóm ngành mạnh và nó là các cổ phiếu mà tốt nhất để nắm giữ thì nếu các anh chị nắm giữ các cổ phiếu trong những cái cổ phiếu này thì các anh chị sẽ yên tâm hơn các anh chị nhé còn đi vào review thì mình sẽ review lại các cổ phiếu này cho các anh chị review nhanh để các anh chị xem. À, các cổ phiếu mà không thuộc cái nhóm này thì là các cổ phiếu yếu hơn. Thứ nhất là thuộc các cái nhóm ngành yếu hơn hoặc các cổ phiếu yếu hơn. Thì chúng ta không nên ưu tiên. Các anh chị nhìn thấy ví bán lẻ này. Có ví dụ như là. Mình sẽ chọn lại một chút nhé để các anh chị xem nhé. Thứ nhất là cổ phiếu lên kênh trên này. Đúng không? Cổ phiếu mà mạnh này nhóm ngành mạnh này. Đấy, các anh chị nhìn này, đây, mình sẽ review này. Ví dụ mạnh mạnh trong nhóm ngành bán lẻ tổng hợp thì ví dụ như fpt là cổ phiếu rất là tốt, các anh chị nắm giữ rất ok đúng không? À, AMD này cũng ok này, nắm giữ ok này. À, KLF này ok này, cái chị nắm giữ ok này, Fed này ok này, mặc dù chưa vật nền nhé, nhưng nó đang bùng nổ trong nền ok này, l m h thì cổ phiếu này thì nó không phải là quá đẹp nhưng mà các anh chị nhìn nếu mà hôm nay nó là cái phân bùng nổ nhé thì nắm giữ cũng ok có giá bất động sản với có h HAG này thì khá rất là mạnh rồi đang chạy được rút đúng không ạ Đấy, ita lại thế này mới có phiếu đầu cơ này chạy rất kinh này q cg này hqc này đúng hqc thông qua đồng bùng nổ để mua bùng nổ vấn nền đấy đúng không ok cái gì nằm giữ nhá Đấy, đích hôm nay nhá đích hôm qua điểm mua hôm nay cũng cũng là tăng giá rất tốt đúng không hôm qua để mua bùng nổ vấn đề này các anh chị xem lại cái file hôm qua mình gửi thì sẽ thấy bùng nổ vấn đề đúng không đấy ptl này ok này vrc ok này ssc ok này SCR ok này ntl thì chưa bùng nổ vật nền nhưng mà nó cũng ok nhé đấy kbc thì bùng nổ vật nền và đang chạy nhé ldg thì chưa bùng nổ vật nền nhưng mà nắm giữ ok nhé Đấy, 55 ok nhé ASM thì trong nền nhé thì ok nhé đây nhé. nói chung đây những cổ phiếu mà tốt nhất các anh chị nên nằm giữ bao gồm một EGC này DHD DHD sau khi rũ ở đây đúng không ạ rũ đây bắt đầu nó bắt đầu hồi hồi khá là mạnh đúng không ạ nhưng dòng bất động sản vẫn đang ổn nhé OGC này nói chung những cổ phiếu đều rất ok đấy. SGS này HTG, HDR thì đây bùng nổ vật nền xong vẫn đang chạy cái chị thấy đúng không? Mặc dù thị trường điều chỉnh nhưng mà nó vẫn trên MA10 vẫn chạy nằm giữ rất ok này, đúng không ạ? Đấy, hóa chất chuyên dụng thì có lát này để mua bùng nổ vật nền này. Đấy, DPM, DPM trong nền thì ok nhé. Hai này cũng ok nhé. DCM ok nhé. Đấy, FPR đây là trong nền nhá, DGC là vật nền rồi nha thì vẫn ok nhé. Cái này các chị nằm giữ được. bây là C ok nhé. Đấy, HCD nhá VHG nhé Thế những cổ phiếu OK các anh chị nắm giữ được ô tô thì có TCH thì vẫn trong nền nhé uh, HHS trong nền nhé Hatsako này vượt nền rồi nhé vượt nền Nó có điện này thì có NT2 là hôm nay để mua một vượt nền đấy chị nhé NT2 Này khối lượng rất là lớn nhé rất là lớn rất là mạnh Pou Po nhé thì là đang chạy rất ok nhé. GSG trong nền nhé thì nói chung mấy cổ phiếu điện này thì có NT2 và Po rất là mạnh. Thép thì có TLH trong nền này. KVC trong nền này. vgc trong nền này, đấy. Dầu mỏ thì có cái cổ phiếu PVC bùng nổ vượt nền rồi nhé và nó đang đi ngang. PVD thì trong nền có xây dựng này nhiều khá cổ phiếu nhiều cổ phiếu đẹp này. VMC ok này CI ok này NHA ok này BC thì trong nền nhé CMS ok này VNE ok này VNA hôm nay để mua vùng nổ vật nền đấy nhé HVC ok nhé IDC ok nhé FCN thì cái chị thấy rất ok đúng không sau khi nó nó vùng nổ vật nền nó chạy đúng không rất là tốt này. đúng không đấy. PX này vùng nổ vật nền này đấy. CTD ok này HT6 mấy cổ phiếu đều ok hết nhá, LCG này thì là vượt nền, bùng nổ vượt nền và đang chạy, CTI ok này, CDO ok này, ROD thì đang chạy nhá, đầu cơ đấy, nói chung mấy mươi đầu cơ này chạy ngay, PC1 bùng nổ vượt nền này, này, ok nhá, PC1 ok, PC1 này có thể mua ra được, được chị nhá, HTN này ok nhá. Đấy, MST nhé thì đi mua vùng đồ vật nền nhé thì hôm nay điều chỉnh nhẹ nhé ok nhé để DST hôm qua vùng đồ vật nền nhé hôm nay ok nhé Đấy, cổ phiếu như này ok này hút ok này C4G ok này sh này ok này LG ok này Đấy, C47 ok này Đấy, T là đây ok thì, những cổ phiếu bên dưới này thì xấu hơn thì mình sẽ không review mình thông thường thì sẽ chỉ review các cái nhóm cổ phiếu đẹp và các cổ phiếu đẹp thôi à, thực ra thì có rất nhiều bộ kênh và rất nhiều bạn sẽ đi review rất là nhiều cổ phiếu và rất là nhiều nhóm ngành nghề và gần như review tất tần tật từ A đến Z thì thông thường thì mình sẽ làm ngược lại không phải làm ngược lại mà mình cũng muốn là tiết kiệm thời gian cho các bạn thế là chúng ta sẽ đi từ những thứ tốt nhất đến những thứ ít tốt nhất đúng không thì trong đó trong cái kênh thao chứng khoán thì mình cũng sẽ tập trung vào những cổ phiếu đẹp nhất để cho các bạn xem Nếu các bạn nắm giữ các cổ phiếu như thế này thì các bạn sẽ yên tâm vì nó đa phần là những cổ phiếu mạnh nhất của thị trường rồi nó sẽ tiếp tục nó chạy còn nếu mà đi phân tích các cổ phiếu yếu hơn hoặc là nó sắp tốt trong thời gian sắp tới thì mình thấy nó sẽ mất thời gian của mọi người đó thì hy vọng là cái thông tin trong video cũng giúp ích cho các bạn trong cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình à, thì các bạn đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút của chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ thao chứng khoán và hy vọng các, các bạn tiếp tục là ủng hộ cho thao chứng khoán khoán một cách là like và share video chia sẻ video đến với những người quan tâm ok uh, chào tạm biệt các bạn chúc các bạn đầu tư thành công và may mắn hẹn gặp lại